thưa quý vị, trong một cái chương trình đặc biệt của anh Công Thành đây hôm nay, đó là kỷ niệm 40 năm mất nước. Cho nên Thế Sơn xin quý vị hồi tưởng lại những cái năm tháng chiến tranh của Việt Nam. Đó là năm 68, Tết Mậu Thân. Có những trận chiến rất là ác liệt. Và có một người nhạc sĩ, cũng là một sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đó là nhạc sĩ Vĩnh Điện. Ông là một sĩ quan chiến tranh chính trị, tâm lý chiến. Và sau những trận đánh Tết Mậu Thân rất là khốc liệt, rất là kinh hoàng, ông đã sáng tác một bài hát phải nói là rất là đầy tang thương, tang tóc. Bài đó quê hương tôi. Và bài hát này thì Sơn cũng đã hát cách đây hơn 30 năm. Lúc mà Sơn còn rất là trẻ. Và cũng là bài hát đầu tiên dẫn dắt Sơn vào con đường âm nhạc. Xin mời quý vị nghe bài hát Đó Quê Hương Tôi, diễn tả những tang thương của Việt Nam trong dịp Tết Mậu Thân. Một người ôm con thơ theo xa tan, nức nở lê đôi chân nghe đã vỡ đường mòn. Một người tay ôm bom lén trong đêm không tiếng thở, chôn đâu đây nghe tiếng nổ từng đoàn xe. Còn đêm âm vang tiếng súng, còn đêm chỉ còn đêm không còn ngày. Một người đêm bóng sâu thấy băng ca khiêng đứa trẻ đôi chân đen bên đống lửa. Một người chui trong hang khi đêm rơi lén lén trở về đồng bằng đem chất nổ và dầu loang đời rồi khuya làm bừng cháy. Đó quê hương tôi, chung một cha mà tuyệt tình, chung màu da mà hận thù, tìm giết nhau thật đớn đau. Ngày nào quê hương gâm vóc, ngày nay quê hương tan khóc. Vì tôi hay vì anh hay vì người, đem phong sâu thấy băng ca khiến đứa trẻ đôi chân đen bên đống lửa đầu làng. Một người chui trong hang khi đêm rơi lén lén chờ
kém chất nổ và dầu loang đầy rồi khuya làng bừng cháy. Đó quê hương tôi chung một cha mà tuyệt tình, chung màu da mà hận thù, tìm giết nhau thật đớn đau. Ngày nào quê hương gâm vóc, ngày nay quê hương tang tóc, vì tôi hay vì anh hay vì người. Cầu cho nước Việt tôi một ngày không có đạn bay, một ngày không có lửa cháy, nơi nơi âm vang nụ cười say trong tình người, an vui một đời thôi hết ngăn đôi. Xin thượng đế hãy ban cho nụ cười, ban cho tình người.